Ui, cố lên Hiếu, cố lên, cố lên, cố lên. Ui, thế. Ui, ngon rồi, ngon rồi. Đang mạnh nha. Có cần anh vứt máy quay anh chàng cùng nhá. Ui kìa. Anh. Ô cắn à. Ui, chú ơi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết chưa? Chết luôn rồi. Xem chết chưa? Chết chưa? Chết rồi, chết rồi. Chết xong đời mày luôn đi. Mày dạ, chưa nào. Ui, ui. Ui, tay, bàn tay máu kìa. Bàn tay máu em ơi. Ui, hổ, cậu đúng hổ ấy. Ui, anh sợ lắm Hiếu ơi. Ui, 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 làm sao đây? Hiếu. Đâu ơi? Cả nhà đó, phát hiện này. Là cái con hôm qua mình bắt được cái đầu hoa nó chạy đến đây nó tha cả cái ba đầu nâu đấy. Mọi người nhìn thấy đỏ đỏ không? Đó kìa, mọi người nhìn đỏ đỏ anh em nhìn thấy chưa? Mày chỉ nó như con hổ, nó to như con bò luôn. Đây mình sẽ lại gần cho anh em xem luôn. Nếu mà mình nó mà con hổ mình sẽ bắt được, mình làm thịt nó cao luôn em. Ui, cao hổ bắt đi tối. Con hồ ly mình sẽ nhìn tận cảnh con to mọi người trong hồ ly hiện tại bây giờ như nào luôn. Ui, ui, tha toàn đầu lâu kìa. Toàn máu rồi. Ui, cái đuôi kìa. Hey, hey, hey. Hiểu, hiểu. Hey, ui, chết rồi, nó thụt rồi. Nhòm, nhòm. Ui, ui, ui. Ấy, đúng rồi. Ấy. Nôi đuôi, nôi đuôi. Nôi, 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 nôi mẹ đuôi ra ngoài. Nôi ra ngoài. Nôi ra ngoài. Nôi. Ấy, nó ra kìa Hiếu ơi. Úi giời ơi. Chậm thế. Ấy, ấy, chuẩn bị ra đấy, chuẩn bị ra đấy. Ui, nó khôn lắm em ơi. Mày nấp nuôi xuống, nó nhìn thấy mày rồi sao? Đấy, cứ để nó ra đã. Để ra anh nữa đã. Ấy. Ui. Nó nhìn thấy mày sao? Hay nó có 9 mắt, nó nhìn xung quanh đấy. Ấy. Ui, ui, chết rồi. Nó bé rồi, nó bé rồi. Người đó là người to lắm, người trắng tinh. Trắng tinh à? Ui người to như bạch tạng à? Ôi ơi. Ui, cố lên Hiếu, cố lên, cố lên, cố lên. Ui tê. Ui, 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 ngon rồi, ngon rồi. Đang mạnh nha. Có cần anh vứt máy quay anh chàng cùng nhá. Ui kìa. Anh. Có cắn à? Anh. Ha. Ui, làm sao đấy? À. Ha. Có sao không? Có chảy máu không? Ui ôi, chết rồi. Nó chết nằm bên kia. Em làm gì không? Bỏ đi. Nó cắn em rồi. Ok, ok. Lấy kia đập nó đi. Em lôi ra. Ui ôi, ui ôi. Ôi chết, nó phun quái đầu rồi. Nó đánh rắm à? Khói gì ấy? Có sao không? Anh nhìn thấy khói độc mà em nhìn thấy không? Ừ, em sợ khói lắm. Em sẽ đập chết luôn đi. Không muốn bắt nó nữa. Đâu rồi? Đấy. Đập, đập luôn. Đấy, đấy, đấy. Mày. Ui. Đấy. Mày. Ui rồi, trúng đâu rồi Hiếu ơi? Đúng rồi. Chết chưa? Ui, ui, đập 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 đập. Ui, hai đầu tự rơi. Ui, vai trưởng rồi. Đập đập luôn rồi. Nó thỏa phát đập luôn. Mày lấy cây mày sọc thẳng vào luôn.
Nhìn thấy nó mày sập luôn vào trong đấy chưa? Hay hòn đá chân mày bê mày đắt thẳng vào nó. Hòn đá. Chết chưa Hiếu ơi. Chết chưa? Nó gặm cây à? Ui kìa. Ui nó gặm cây. Bê đá đắp nó. Nó gặm cây. Nó gặm cái mồm nó. Ui tát cây kìa. Ui. Cây này. Tết cây đâu luôn. Kiếm cái tiếng gặp người thôi. Nhìn xem nó còn trong đấy không? Hay em bê đá em đắp thẳng nó. Ui. Ui giời chậm thế. Ui chú ơi Chết rồi. Chết chưa? Chết luôn rồi. Xem chết chưa? Chết chưa? Mày... Chết rồi. Chết xong đời mày luôn đi. Mày dạ, chưa nào. Ui. Ui chạy đâu? Chạy chưa? Chạy đâu? Ui vãi trưởng. Đâu rồi? Ui ra ngoài đây thì làm sao bắt được. Ui mẹ ơi. Ui nó chạy nhanh thế. Ui em tự nhìn cái đầu thôi. Ôi kia. Ui hai mắt nó đỏ non kìa. Ui vào đây sợ nó mình ơi. Đúng không luôn. Đèn đây. Tối lắm. Kìa, nó kìa. Ui. Sợ lắm mày ơi. Mày sợ lắm. Ui bác bồ rồi. Ui lươn đi kìa. Anh em này, anh nhìn rõ kìa. Ui trông như con chăn đấy. Như con chăn đấy. Như con bò được chăn không. Ui sao nó lại bò được. Ui ơi. Cái gì. Ui cái đầu lâu. Đầu lâu anh em này. Đầu lâu. Ui ôi. Ui kìa. Ui kìa Hiếu ơi. Ê đâu? Đây bên trên bên đá Hiếu ơi. Đâu? Kìa. Ui bàn tay. Bàn tay. Ui kìa. Nó lại xuất hiện ở đây rồi. Mình đi lên rồi đó. Mình to như mòi. Nó đâu rồi. Lấp rồi. Đâu rồi. Ấy có tiếng động nó di chuyển thôi. Di chuyển đấy. Nó di chuyển đâu rồi? Đâu rồi. Ủa con gì kêu đấy? Nghe em. Ôi. Ui đây rồi Hiếu ơi. Ui anh nhìn thấy nó rồi. Đây. Ơi. Ôi gì gốc. Mẹ ơi, con đổ. Ui. Ui tay, bàn tay máu kìa. Bàn tay máu em ơi. Đúng rồi. Ui anh sợ lắm Hiếu ơi. Ui sợ lắm. Ui. Làm sao đây? Hiếu. Làm sao đây? Ui. Chạy. Nó có đéo gì. Ui. Làm sao đây? Hả? Đập cái gì đập nó ra. Về nhanh. Không bắt nó đâu. Nhanh. Đi nhanh về đâu.